Hồi nãy có bạn ghi vô tự nhiên kêu này là trà xanh đó không chả? Ủa sao cái giọng của em bị sao vậy? Này mới khóc sao? Bạn ấy nói cái gì? Bạn nó kêu là ô này là trà xanh, anh là của bạn đó. Hello mọi người, lại là mình ấy, Jun nè. Chào 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 chào. Ok, thì clip của ngày hôm nay là tiếp tục là một cái màn tròn nha mọi người. Đó chính là gì? Đó chính là tròn Uni. Nhập từ từ ở cái con nhân quả của tôi sao nó sai kỳ vậy? Ừ đúng rồi nè, tròn Uni nó sai tiếp rồi. Quay bây giờ xin mời mọi người hãy ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh để xem cái màn tròn của mình hôm nay là sẽ như thế nào nha. Nhưng mà cái con nhân quả của tôi thì ghẻ nó nha mọi người, ở nó đang kêu gọi ảo muốn bánh đi, muốn bánh đi. Và cái màn tròn của ngày hôm nay là gì? Mình sẽ giải bộ kêu tên thật của Uni. Thì mình chắc chắn một điều luôn, hiện tại mấy bạn ở trên kênh của mình á sẽ có một số bạn biết Facebook của Uni tên là Thúy Vy. Nhưng mà no, mình sẽ không kêu là Thúy Vy nha, mình sẽ đọc rõ họ tên của Uni luôn. Ok chưa? Họ tên của Uni là gì mọi người chắc gì biết đúng không? Mình biết rằng sau khi mà mấy bạn nghe tới đây là sẽ hơi bị khờ khờ tí. Tại vì sao? Tại vì đọc rõ họ tên thì có gì đâu mà cho đúng không? Nhưng mà không nha mọi người. Giờ mới tới công đoạn giải thích này, tuy là nó hơi dài dòng tí nhưng mà nó là dài dòng. Ừ nó dài dài thì nói chung là lát nữa là mình sẽ lấy một cái phụ nữa. Mình sẽ đọc rõ họ tên của Uni luôn, kiểu như là Uni cũng bất ngờ cả mọi người. Và xem phản ứng của bé sau khi mà nghe được như thế sẽ như thế nào. Nhưng mà trước khi mà tới với clip mình phải về kia là một điều mà mấy bạn rất là mong chờ, đó chính là quẻ trẻ kiều mini game thôi. Đây là clip của ngày hôm qua thì vẫn giống như thường lệ. Tên của mấy bạn đã bình luận thì nó sẽ nằm trong cái vòng quay nào, bây giờ mình sẽ quay nha. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất để trúng giải, để mình xem thử là ai. Rồi xong, bạn chia ri bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là ID, bước 4 là bạn ấy chọn là 18 thỏi vàng. Chúc anh khai thời vui vẻ nhiên. Quay mình cũng đẹp cho bạn ấy là cái gói này thành công rồi. Rồi em ơi, em nhớ là vô nhận quà của anh để tiếp đến là mini game của ngày hôm nay. Mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là cái gói này, quầy đăng ký thi câu cá hoặc là cái gói 18 thỏi vàng và 6 kim cương. Những bạn nào mà muốn tham gia thì đầu tiên là hãy để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh, nhấn cái chuông này. Bước thứ hai là gì? Bước thứ hai là bình luận tên, bước thứ ba là vô cài đặt. Nhớ là sao chip ID lại nha, có ID mình mới tặng cho mấy bạn được. Rồi bước thứ tư là mấy bạn hãy chọn giúp mình là một trong hai món quà ở trên, thì ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất để mình trả kèo nha. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Tuột nè mọi người, 2 3 từ từ canh này. Tuột. Ok, hiện tại là mình vừa tạo ra một cái nick có tên là Uni là trà xanh. Đó, Uni là trà xanh nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ bấm vô cái điện thoại. Đấy, rồi mình sẽ kiếm tên của Uni nha. Đó, tên của bài này thì nó sẽ hơi dài. Oh no, rồi xong luôn. Bài này bài offline lúc 35 phút trước. Mày kệ đi, bây giờ mình sẽ vô nhà của Uni mình chờ nha. Wow, nhà của Uni sở hữu cho chúng ta là một ngôi nhà 455 thỏi vàng. Nhưng mà nhà tôi mua á mọi người. Ê, nhưng mà có một điều nha. Sau khi mà mình đặt cái tên này, kiểu như là Uni vô thấy cái tên này là sẽ như thế nào ở đây? Vậy là chúng ta sẽ có hai cái điểm bất ngờ. Đó, và xem phản ứng của Uni sẽ như thế nào nhé. Nhưng mà bây giờ là mình thấy các bạn khác có một khách là có đúng mình nào mọi người. Vậy là bây giờ mình phải kiếm cái chỗ nào đó. Gì ấy, mình thấy có một bạn nào nè. Ủa, sao trong nhà là một khách lại có bạn này ở trong này? Kỳ thế. Bây giờ sáng tiện là mình cho bạn này luôn đi. Uni không phải là trà xanh, mình định chặt lên luôn á. Uni là trà xanh đó. Bạn tin mình đi, Uni là trà xanh. Các bạn một dân sâu gì nè mọi người. Gì ấy? Bạn này sao hờ? Sao là sao vậy? Bạn ơi, đứng lại mình nói nè. Bạn anti Uni đi, mình tặng tên tiếp với nhà 455 thổ quan. Anti đi không? Trời ơi, nếu mà anti cái là Uni coi được cái clip này là Uni sẽ bị buồn luôn vậy. Cái con bé này, rồi, rồi. À, bạn ấy kêu là đại bảo không rồi. Ôi, vậy là cái bạn một chân sâu này là fan chân chính của Uni vậy sao á? Dạ ơi, rồi, có một bạn nữa nè. Em hồi Ngọc. Bạn Ngọc ơi, bạn anti Uni chung với mình nha. Thể cho bạn một tim nữa. Đó. Trời, nhân lúc mà chờ Uni vô là tôi giao lưu với mấy bạn này cũng ok mà. Bạn là ai? Tôi là siêu nhân. Mấy bạn này thì nói vậy mọi người, bây giờ là mình sẽ nằm lại mình chờ Uni online. Rồi giờ việc của mình là chỉ cần ngồi đây chờ thôi. A few moments later. Trời ơi, tôi không hiểu là cái bài này bài ốp cái gì mà lâu dữ trời. Này bây giờ mình vô mình kiếm cho mấy bạn xem nè. Bài ốp đâu đó là hơn 1 tiếng rồi hả? Online lúc 1 giờ trước nè. Là hơn 1 tiếng rồi, còn 2 tiếng rồi mọi người. Tôi nằm đây mày, tôi chờ nãy giờ mày không thấy luôn. À nãy là nằm để giờ tới ngồi tiếp nha, chờ tiếp thôi. A few moments later. Đó thấy ông còn cái tùng cái trời sáng luôn rồi. Trời chắc kiểu này là phải bỏ cuộc thôi. Ê, hai khách, có khi nào là người chơi vô không trời? Từ từ nha, để mình chạy ra thử. Từ. Ê, cái bóng dáng này nhìn quen nha. Phải không này không ta? Ồ, đúng rồi, mọi người, đúng rồi. Để tôi lại tôi chào bạn cái nha. Hello, chị này, hello. Gì vậy? Chủ nhà muốn bắt đầu trận chiến. Ủa cái gì vậy trời? Bè nội mẹ ơi, nãy giờ tôi ngồi tôi chờ mấy cái bây vô nhà cái bấm trang trí nha. Bà kích tôi ra khỏi nhà luôn. Hôm nay nó bị sao không mọi người? Nó kiểu như là nó có một cái cảm giác mà bắt tôi chờ đợi á. Nhưng mà biết sao giờ, màn trôi mẹ đôi lúc mà trôi nó khổ lắm. Nên là những bạn nào xem tới đây đừng quên là để lại một like, một đăng ký nha. Quay cuối cùng là bạn cũng để sửa xong rồi. Cái bài ô gì lại không tele? Ừ không tele, tôi vô thẳng vô nhà luôn, không có tele nha. Vô. Rồi. Bạn đứng trước cửa luôn kìa. Từ. Hello. Giờ mình sẽ chat lại nha. Chị ơi. Ý, có một bạn này vô nữa kìa. Oh no. Chị ơi. Chị Uni ơi. Trời ơi, có quấy chờ bạn luôn. Mình không biết là Uni có thấy mình không ta? Gì vậy? Đặt tên gì vậy trời? Ủa thôi, vậy là kêu cái tên của mình à? Uni là trà xanh. Em fan chị nè, đó thấy chưa? Ủa gì vậy? À fan mà ghi lộn chữ á mọi người. Fan nè fan. Coi thử là bạn có thích là cái fan này tên này không? Gì vậy? Bạn nhắn gì kìa? Fan mà kêu trà xanh.
Mày cái gì mà khóc nữa trời, mày là mày mới tước vậy. Rồi bây giờ là mình sẽ vô mình tiết mục chính nha. Mình sẽ kiểu như là đọc rõ họ tên của anh này luôn. Có phải tên chị là Võ Phạm Thúy Vi không mày? Bởi vì vậy kìa. Đó, mình nói xong rồi mình nhảy mọi người. Mình thử là mày có tò mò mới đi theo không? Tụi mày đứng lại kêu kìa. Là sao nữa vậy kìa? Đó, vậy là tò mò đúng không? Tao mời. Giờ mình bỏ đi luôn. Tôi đâu có cần là mọi người tôi xua đuổi mình cứ chạy theo hoài à kìa. Rồi mày đứng đó mày làm gì vậy? Đứng lại coi đó, tôi chạy tiếp. Kêu càng đứng lại càng chạy. Thôi vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ bộ mình ngồi ở đây nha. Đó. Chạy nữa kích té. Ủa gì vậy? Đó vậy thôi giờ tôi ngồi đây. Coi thử là xem lại mày nói gì nha. Ai vậy? Em là chè xanh. Không thấy cái tên hay mà hỏi trời. Còn hỏi ai vậy nữa chứ? Bè chè xanh mắc gì bè kêu Uni là chè xanh. Tại vì Uni cướp anh Jun của tôi. Mà cướp anh Jun của tôi nên là tôi để bè là chạy xanh. Vậy tôi thùng một cái bè xuống hồ bơi luôn. Bè tin ông gì vậy? Rồi bắt đầu thùng túi luôn. Tôi chạy tiếp. Bắt đầu thùng túi đó. Bây giờ mình sẽ nhắn thêm một câu nữa. Anh Dương Vất Bảo là của tôi. Dương Vất Bảo là ai? Dương Vất Bảo là Jun Bi Bì Lây. Mày chết hỏi nữa thôi kìa. Tôi chạy tiếp. Tôi chạy lên đây tôi ngồi. Đó, idol là kiểu như vậy. Của ai? Bè kêu là của ai kìa? Của tôi chứ của ai tại? Đó, bé chạy. Oh no. Của tôi gì mà của tôi giờ mới dành kìa mọi người. Gì vậy? Tôi đã bị đuổi khỏi nhà. Ủa gì vậy? Trời, mày đuổi luôn. Tự nhiên tôi dành Jun Bi Bì Lây của bé cái tí xíu rồi. Mày kích tôi ra luôn mọi người. Nhưng mà mình rất là vui. Có một chuyện là mọi người biết gì không? Kiểu như là bé muốn giữ tôi lại à. Bé không cho cái con khác nhà mọi người đó. Nên vì thế là cái con này tên Uni là dạy sang cái kích luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ quay thử ạc chính của mình. Rồi mình tin liên bé xem thử là bé có nói gì với mình hay không. Thì cái clip này chắc là mình giấu Uni luôn mọi người. Mình khỏi cho Uni biết luôn. Mình làm trong ông thầm em. Nên giấu nha. Nên là mọi người đừng có mét Uni nha. Mét là tôi bé đuổi tôi ra gầm cầu luôn á. Rồi bây giờ chuyển ạc thôi. Đây mọi người, hiện tại là mình mới nhảy qua ạc chính này. Bây giờ là mình sẽ tin Uni nha. Đó, bé đang ở nhà này chắc chắn còn đó thấy chưa? Bé chưa ra khỏi nhà đâu. Để vô xem thử là bạn có nói gì với tôi không nha. Đây bé kia. Hello em yêu. Bây giờ mình sẽ trả lên. Hello em yêu. Đó, ông trẻ cái gì vậy? Rồi xong, từ từ ông trẻ rồi. Sao thế? Sao thế? Hồi nãy rồi xong, bạn kể mọi người. Cái bài này kiểu như là bạn có cái gì bạn cũng kể với tôi hết á. Có nhỏ kia, bạn ghi là có nhỏ kia. Sao nữa? Đó, sao nữa? Nó kêu im lề chè xanh. Oh no. Trời ơi, con nào dám chú em này chạy sao vậy, con nào dám. Ủa nhưng mà chữ dám hình như là tôi ghi sai đúng không ta, sai chính tệ đúng không ta. Nó là phải như này chứ, đúng không? Anh có lừa dối em không? Gì vậy? Trời ơi, bạn nhắn câu đó kìa mọi người. Gì vậy, bạn kêu tôi là vô Discord nói chuyện nữa. Rồi xong rồi bây giờ sao ta. Anh nói là mình cho mình đâu có cho bạn biết đâu, giờ mình vô luôn nha. Oh no, bạn vô Discord bạn chờ sẵn tôi luôn kìa. Bạn nha mọi người thấy không, đã chỗ tụi mình chỉ nè. Bây giờ mình sẽ vô nha, mình sẽ hí lô bạn. Từ từ nha, 3, 2, 1, vô. Hello Uni. Chào em nha. Hồi nãy các bạn ghi vô tự nhiên kêu này là trà xanh đó không trả. Ủa sao cái giọng của em bị sao vậy? Này mới khóc sao? Bạn ấy nói cái gì? Bạn nói vô xong cái tự nhiên bạn nói kêu Uni là trà xanh, anh là của bạn đó. Cái gì vậy trời, sao giống quá, sao em không chịu nhắn tới cho anh để anh vô chứ? Em đâu biết đâu, tại anh nói anh em bọn em đâu dám nhắn đâu. Trời ơi, nhưng mà bạn ấy tên là gì? Bạn nói tên là Uni là trà xanh. Ủa, Uni là trà xanh hả? Không có mà. Sao Uni tự kêu Uni là trà xanh? Cái tên của bạn nó là như vậy. À, cái tên của bạn ấy là Uni là trà xanh đúng không? Nhưng mà anh có lừa dối em không? Gì vậy? Nói thiệt đi, em biết hết rồi. Em biết cái gì? Em biết, bạn đã nói cho em nghe hết tất cả luôn rồi. Cái gì nữa trời, bạn ấy nói gì với em? Bạn đã nói là anh là của bạn đó, em tránh xa ra đi. Trời ơi, nghĩ sao em tin bạn ấy, mày sao không tin anh luôn này? Tại vì mấy bữa nay anh cứ bận hoài à. Đâu có đâu, kiểu như là đôi lúc rồi nha. Em là bên top đúng không? Ừ. Em cũng có fan của em, hôm bữa là anh gặp một cái bạn gì á. Mấy bạn kêu là mày đừng có quen Uni nữa nha, quen Uni là tao bẻ răng mày á. Đó, có mấy bạn nói với anh vậy luôn á. Làm gì có? Có, đôi lúc mà có, nhưng mà anh đâu có nói với em đâu. Sợ em này kia cái anh bảo quay luôn. Tại mình làm ở đây mà, có mấy chuyện như thế là mình phải bảo quay luôn chứ. Nhưng mà anh không có lừa dối gì em hết đúng không? Anh rất là yêu thương em. Hồi giờ anh có làm gì lừa dối em đâu đúng không? Em mà biết được đi nha là em bỏ anh luôn. Ê, cái này không có giỡn được nha Uni. Anh chỉ là cho anh em vui tí xíu thôi, chứ thật ra làm gì có lừa dối. Thiệt không? Thiệt. Mà giờ buồn quá à. Thôi, chúng ta là phải vượt qua những cái này. Tại chúng ta làm trên mạng xã hội mà. Chịu hết anh bé này. Chúng ta là phải kiểu như là vâng vít nhau như thế này, yêu thương nhau như thế này chứ. Nhưng mà hôm nay thấy Uni mặc cái đầm đẹp không? Thì anh thấy là cũng xinh đó. Nè, coi nè. Ôi, gì vậy? Uni nhảy bên lê à? Đúng nè, coi Uni cao lên này nha. Đâu? Nè. Ôi, anh cũng cao lên cho bằng Uni luôn nha. Nè. Vậy? Đó. Thấy chưa? Anh cao rồi. Anh lùn xuống lại được không? Anh lùn xuống lại hả? Đó. Thì Uni biết sao anh làm như thế không? Hử? Kiểu như là hồi nãy Uni buồn anh làm lại cho Uni vui vẻ, đỡ cho Uni cười đó. Ghê vậy? Ừ. Để Uni cười nha. Đâu, cười thử coi. Nè. Ê, sợ chứ Uni, sợ nha.
dễ hơn mà. Tôi chịu rồi. Tôi không biết như thế đâu. Bè trở lại bình thường đi. Nhưng mà anh nói nè, bữa sau mà em gặp những bạn như thế là em phải nhắn cho anh liền nha. Nhắn liền luôn hả? Ờ, nhắn để anh vô anh ký đầu các bạn đó. Nghĩ sao kêu in này của anh này chè sách. Yeah. Đúng không? Thấy gì? Đúng rồi, vậy? Ờ thì tên của em là Thúy Huy mà. Nhưng mà sao tự nhiên anh kêu tên của em? Thì bây giờ em kêu tên của anh là đi. Quốc Bảo. Đó, thấy không? Đây là hai tên thật của hai chúng mình đúng không? Quốc Bảo Thúy. À ok, anh Thúy cũng được, miễn sau này em vui là được rồi, đúng không? Này chè sạch. Ê. Không, ý là anh nói cái bạn đó bữa sau mà anh gặp bạn đó là anh sẽ ký đầu bạn đó một tên anh không? Không. Rồi bây giờ là anh có việc thế anh đi, cái này xíu nha, ông này lát gặp nha. Rồi anh đi, ông này cũng đi chơi luôn. Ờ ông này đi chơi, lát anh tiêu que ông này nha. Ok, bye bye ông này nhé. Yêu bị trẻ, bye bye. Yêu trẻ. Ờ anh đi nha. Dạ. Đây, hiện tại là mình đã tắt cái mic của mình rồi nha. Nên là mình nói gì là ông này cũng sẽ không có nghe cả. Đó thấy không mọi người? Mình cho là mình phải cho như thế, mình cho là mình giấu luôn nha mọi người. Tôi có bây giờ làm cho mấy bạn thất vọng không? Không đúng không? Thì chắc là clip của mình đến đây cũng kết thúc rồi, bye bye mọi người thôi. Thì đừng ai mé nhà mé là tôi ngủ gầm cầu thiệt luôn ha. Bye bye. Bye bye. Mày yêu.